cho anh em. Đây là mẹ Thành vừa tuốt lúa xong. Đây là cái máy tuốt lúa nhà mình. Mình sẽ quay cái video này để biết đâu là chỉ khoảng vài năm nữa thôi cái máy lại không được dùng nữa. Lúc đấy thì lại không biết cái máy tuốt lúa như thế nào. Đây là cái máy tuốt lúa nhà mình chạy bằng motor nhá. Lực nó sẽ được tạo ra cái motor. Đây là cái motor cũ, motor bơm nước cũ. Người ta thường dùng cái motor hỏng rồi xong rồi quấn lại để làm cái motor này, để làm cho nó cái lực nó sẽ giảm đi này. Lực nó sẽ được truyền qua một cái dây cu loa đến một cái ấy ở trên đây để làm quay cái hộp răng cưa này. Cái chính là cái này để đập mà được hạt thóc từ cây lúa ra đây. Anh em có thể thấy là một cái thiết kế khá là hay. Cái thanh gỗ ở đây là dùng để bảo vệ cho cái người đứng tuốt lúa ở đây. Đây là một cái lông cụ của bà con nông dân ấy. Rất ít nhà còn cái máy này, bởi vì bây giờ người ta toàn dùng cái máy gặt đập liên hoàn ấy, nên người ta không sử dụng cái máy này nữa. Nhà mình thì đa phần ruộng cũng đều sử dụng cái máy cắt liên hoàn mà cho thóc luôn ấy. Chỉ có một hai cái ruộng ở những cái đồng trước mặt nhà mình này, cái cánh đồng bé không có cái máy đấy, nó về nó cắt lên, mẹ mình phải cắt tay về để cho vào cái máy này tuốt lúa ra đây anh em. Mình nghĩ là chắc là sẽ có những anh em ở trên khu vực vùng cao thì vẫn dùng cái máy này, chứ còn cái máy này sẽ không phổ biến nữa rồi. Vùng cao thì cái máy cũng sẽ như thế này nhưng mà sử dụng sức của con người ấy. Thay vì cái motor ở đây thì sẽ là một cái động cơ chân đạp tay gì đó. Và ở quê mình thì bây giờ người ta cũng không dùng máy này nữa đâu, ít nhà dùng lắm. Nhà mình chắc là một trong những nhà hiếm hoi còn cái máy này thôi. Còn đâu đa phần mọi người đều sử dụng máy gặt liên hoàn cho ra thóc luôn. Đây, anh em có thể thấy là sau khi tuốt lúa xong thì sẽ tạo ra một đống lúa đằng ngay đằng trước này. Và mọi người sẽ phải cào ra và phải lấy chổi quét những cái tẩm này đi này. Thì nó mới sẽ được thóc sạch. Và sau đó phải phơi khô, chúng ta phải đi sát thành gạo mới ăn được, mới nấu cơm ăn được đấy. Anh em thấy cái máy này hay không? Rồi. Ngày xưa khi mà những cái máy gặt đập liên hoàn nó chưa sản xuất nhiều ấy, bà con ở quê mình thường sử dụng cái máy này. Cứ cái mùa tuốt lúa này gần như nhà nào cũng phải thấy tiếng kêu của cái máy này. Trong khi bây giờ thì chỉ còn rất ít nhà dùng. Kìa, thóc nó sẽ bắn ra một vùng rất là rộng. Anh em có thể thấy ở ngoài kia nó có những cái vùng thóc bắn rất xa, gần như hết cái sân nhà mình luôn. Đây chính là cái máy tuốt lúa của nhà Thành đấy. Thành làm cái video ngắn vậy để giới thiệu với anh em về cái máy tuốt lúa nhà Thành nhé. Cảm ơn anh em đã xem cái video của Thành.